chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Mai Trinh Hùng. Ngày hôm nay mình đã có rất là nhiều video về cushion nhưng mà foundation thì chưa. Để mà nói thì bản thân mình cũng khá là may mắn, mình có cơ hội trải nghiệm khá là nhiều những cái sản phẩm foundation, những cái sản phẩm kem nền để ngày hôm nay mình có thể chia sẻ cho mọi người. Ok, và hy vọng đây sẽ lại là một video có ích. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia ra làm 3 phân khúc. Video khá là dài nên là mình sẽ để cái phần timestamp, mọi người có thể lướt tới đến cái đoạn nào mà mọi người muốn xem ấy thì mọi người có thể lựa chọn nhé. Đầu tiên đó là phân khúc bình dân phù hợp cho học sinh sinh viên, thứ hai đó là phân khúc tầm trung tức là phù hợp cho người đi làm, và thứ ba là phân khúc với những người có nhu cầu cao hơn như là các bạn mà muốn đầu tư vào lớp make up hơn, các bạn có điều kiện thêm một chút, hoặc là các bạn làm nghề make up artist thì mọi người có thể tham khảo về cái mức high end này nhé. Tuy nhiên đây khá là nhiều nhưng không phải là tất cả, và mình sẽ cố gắng review trải nghiệm thêm những cái sản phẩm kem nền hot hit khác để có thể chia sẻ cho mọi người, thay mọi người kiểm nghiệm chất lượng những cái sản phẩm để giúp cho mọi người tiết kiệm kinh tế hơn cho việc lựa chọn những cái sản phẩm make up làm đẹp trong suốt thời gian tới nha. Ok, và tiêu chí của video này như sau. Đầu tiên, đối với một cái foundation, quan trọng nhất đó là cái khả năng che phủ. Thứ hai đó là cái khả năng kiềm dầu. Đối với những cái sản phẩm dành cho da dầu và những cái sản phẩm dành cho da khô thì khả năng giữ ẩm như thế nào. Và thứ ba đó là cái hiệu ứng trên da, nó dày hay là nó mỏng, cảm giác như thế nào. Thứ tư đó là cái khả năng chống nước, chống mồ hôi của nó như thế nào. Bởi vì rõ ràng nếu như mà trong mùa hè mọi người ra nhiều mồ hôi, một cái sản phẩm kem nền nó không có khả năng chống nước thì thực sự sẽ là thảm họa. Và cuối cùng đó là cái khả năng lên mụn biết tắc hay không, tức là cái khả năng dưỡng da, cái khả năng tác động trực tiếp đến cái làn da về lâu dài nó như thế nào. Ok, let's start. Ok, và trong phân khúc này thì mình cũng sẽ chia ra dòng dành cho da khô và da thường. Đầu tiên, cái sản phẩm rẻ nhất cũng là cái sản phẩm thuộc top da khô, đó chính là cái sản phẩm này. Đây là cái dòng sản phẩm collagen, nhưng mà đây là dòng bản mới. Bản thân mình thì đều đã trải nghiệm cả bản mới và bản cũ, thì cái kết luận của mình như sau. Đầu tiên nhá, cái kết cấu ở trên da, cái hiệu ứng ở trên da của nó khá là đẹp, tức là nó sẽ có một cái hiệu ứng cover mỏng nhẹ nhưng mà rất là căng bóng khỏe khoắn, rất là phù hợp cho các bạn nào mà có nền da kiểu như là ít khuyết điểm, gần như là không có khuyết điểm. Thứ hai nữa là các bạn da không có quá nhiều dầu, bởi vì nếu như mà có quá nhiều dầu thì cực kỳ nhanh xuống tông và xỉn màu nhá, chỉ sau khoảng tầm 1 tiếng thôi, nên là nó sẽ thích hợp cho các bạn có nền da khô và ít tiết dầu. Thứ hai nữa đó là da mà thuộc nền da lão hóa như là da của các mẹ, những người lớn tuổi ấy, thì đa phần là mọi người sẽ khá là thích dùng cái này. Nó sẽ không đọng vào những cái nếp nhăn, ngược lại nó sẽ tạo cái hiệu ứng căng bóng khá là thật da, khá là khỏe khoắn và khá là trẻ. Còn về cái khả năng chống nước thì sản phẩm này nó vẫn có, chống mồ hôi vẫn có. Khả năng xuống tông của nó thì rất rất nhiều. Tức là cái điểm trừ của sản phẩm này duy nhất đó là chỉ có khả năng xuống tông của nó quá nhanh, và một khi nó đã xuống ấy thì nó thực sự rất là xỉn màu luôn ấy, kiểu nó bị tái mặt, nó bị kiểu đen đen mặt luôn ấy. Và sản phẩm này đối với những đối tượng như là da khô da thường thì chỉ giữ đẹp trên da được khoảng tầm 2-3 tiếng thôi. Còn đối với các bạn da dầu thì nó thật là phủ phấn kỹ như thế nào thì cũng chỉ được 1 tiếng là đẹp nhất thôi. Và cái khả năng lên mụn thì bản thân mình chưa thấy ai dùng cái này lên mụn cả. Nên là tùy vào cơ địa và tùy vào tình trạng da có quá nhạy cảm hay không thì mọi người có thể lựa chọn. Nhưng mà cái sản phẩm này thì mình thấy rằng kể cả những cái nền da nhạy cảm của các mẹ thì các mẹ vẫn dùng cái này bình thường, nên là đối với sản phẩm này thì mình sẽ chấm khoảng tầm 6.5/10 nha. Rồi, tiếp theo đó chính là cái sản phẩm Maybelline Fit Me dòng C Vitamin C này. Đối với sản phẩm này thì cái khả năng che phủ của nó thì chỉ ở mức gọi là trung bình thôi. Nó không che phủ tốt đối với các bạn mà chỉ có một chút thâm mờ mờ hoặc là nám tàn nhang rất là ít thôi ấy, thì nó sẽ khá là phù hợp. Nhưng mà nếu như mà các bạn nào mà kiểu mặt nhiều hơn nhiều khuyết điểm và cái thâm khá là kiểu thâm khá là đen và chai rồi ấy, mụn nữa, thì cái khả năng che phủ của nó thì thực sự là không thể nào cover được hết đâu. Đối với sản phẩm này thì khá là phù hợp cho các bạn có nền da hỗn hợp thiên khô, da thường, da khô, hỗn hợp thiên dầu nếu như mọi người phủ phấn kỹ. Còn với các bạn da dầu ấy, thì mình thấy rằng cái khả năng kiềm dầu của nó thì không quá tốt, nhưng bù lại cái kết cấu trên da nó lại rất là mỏng nhẹ, nó rất là thật da, nó ráo khá là nhanh, nó không bị dính dít. Và cái sản phẩm này thì bôi lên rất là nhẹ mặt, kiểu giống như kiểu không có gì, nó sẽ giữ tốt trên da được khoảng tầm 3-4 tiếng là lý tưởng nhất. Tuy nhiên thì khi mà nó trượt ấy thì mọi người lưu ý là cái sản phẩm này bởi vì cái kết cấu nó mỏng lắm nên là khi trượt nó cũng không đọng vào quá nhiều những cái nếp nhăn hay là quá lộ. Nên là đây cũng sẽ là một cái sản phẩm mình thấy khá là phù hợp cho các bạn có nền da khô này, da có nhiều nếp nhăn đã xuất hiện dấu hiệu lão hóa. Và ngược lại trong cái sản phẩm này thì mình thấy hãng mô tả có thêm cả vitamin C và độ SPF 50 thì cũng khá là ok. Nên là các bạn có thể thử nhá. Phân khúc học sinh sinh viên, các bạn nào học sinh sinh viên ngân sách ít mà không có quá nhiều khuyết điểm thì thực
thực sự đây là một cái sản phẩm khá là tiện lợi. Đây là cái sản phẩm này mình sẽ chấm khoảng tầm 8 trên 10 điểm nhá. Và tất nhiên kem nền dành cho da khô, phân khúc bình dân, học sinh sinh viên thì không thể nào thiếu các sản phẩm của nhà ZC, dòng Hydrating Foundation. Đây là cái phiên bản cũ, bởi vì nó thật với mọi người, một cái chai kem nền ZC 30g này ấy, dùng lâu hết lắm. Cái sản phẩm này thì có khả năng cover, che phủ tốt hơn hai cái sản phẩm kia. Mức che phủ của nó sẽ khoảng tầm từ 8 trên 10 điểm. Và cái khả năng cấp ẩm thì nó sẽ kiểu là vừa đủ. Khi bôi lên da, khi apply lên da và tán da ấy, thì nó sẽ không sét quá nhanh, nó vẫn có cái hiệu ứng căng bóng nhẹ khá là thật da và có một cái cảm giác khá là mướt ở trên da. Tuy nhiên thì nó lại không quá bóng nhẫy nha. Và cái sản phẩm này khi phủ phấn thì cái độ bám nền và giữ nền của nó khá là tốt. Nếu như mọi người có kỹ thuật tốt nữa và sử dụng một cái sản phẩm gọi là phấn phủ khả năng kiềm dầu chống trôi tốt thì nó có thể lên đến khoảng tầm 5-6 tiếng trên một cái nền da da khô, da thường, da hỗn hợp khô. Còn đối với da dầu ấy thì nó sẽ có thể sử dụng được, nhưng mà nó cũng sẽ chỉ duy trì ở mức khoảng tầm 3-4 tiếng thôi. Và sản phẩm này thì vẫn có khả năng chống nước. Có để nói rằng là dùng lâu dài có lên mụn hay không, có ảnh hưởng gì đến nền da hay không thì mình thấy không nha mọi người. Nếu như mọi người có một cái chu trình tẩy trang làm sạch da kỹ thì bất cứ cái sản phẩm nào nó không là vấn đề, nếu như mà cái thành phần của nó đủ tốt. Và đối với sản phẩm này thì mình sẽ chấm 9/10 nha. Và thêm một sản phẩm nữa dành cho hạng mục này, đó chính là cái sản phẩm nhà Color Key. Đối với Color Key thì mình thấy rằng là nó có khá là nhiều những cái sự dậy sóng. Tuy nhiên thì bản thân mình quan điểm như thế này này, một cái sản phẩm khi mà được đưa ra thị trường ấy thì nó sẽ phù hợp với một cái nhóm đối tượng khách hàng nhất định. Đối với sản phẩm này ra nhiều khuyết điểm thì sẽ không phù hợp. Thứ hai nữa đó là da của các bạn có quá nhiều dầu thì cũng không phù hợp luôn. Thích hợp nhất cho sản phẩm này đó là da không có quá nhiều khuyết điểm, bởi vì khả năng cover của nó gần như là rất rất thấp. Thứ hai là da của các bạn phải rất là trắng, bởi vì đa phần những cái tông nền của sản phẩm Color Key ấy, nó khá là trắng. Nên là nếu như mà cái tông nền da vàng, da thiên ấm của người Việt Nam chúng ta mà đánh những cái sản phẩm tông trắng kiểu như này thì nó sẽ có cảm giác là nó sẽ không tiệp vào da lắm. Thứ hai nữa là cái sản phẩm này nó sẽ không kiềm dầu tốt, nên là nó chỉ phù hợp cho các bạn nào mà có nền da rất là ít dầu cho nên da khô thôi. Và cái kết cấu của sản phẩm này nó rất là mỏng ấy, siêu mỏng, nên là khi apply lên da thì mình thấy cũng khá là dễ apply. Thì cái sản phẩm này nó vẫn có xuống tông nha mọi người, nhưng mà nó sẽ không để lại những cái kiểu mà loang lổ vệt vệt hay là bị trượt nền rõ giống như những cái sản phẩm mà cái kết cấu của nó dày. Và thêm vào nữa là cái sản phẩm này có khả năng chống nước, chống mồ hôi cũng khá là ok. Còn về nói rằng sử dụng lâu dài có ảnh hưởng đến da hay không thì vẫn quan điểm cũ thôi, cứ vệ sinh da sạch sẽ thì sản phẩm này nó vẫn rất là phù hợp. Do đó mà mình cũng sẽ không gay gắt đối với cái sản phẩm này nhá, tùy quan điểm từng người. Đối với sản phẩm này, nếu như mà thuộc nhóm đối tượng da ít khuyết điểm, da khô, da thường thì mình vẫn sẽ chấm sản phẩm này khoảng tầm 8 điểm. Và nếu như mà các bạn có nền da khô, da thường, da rất là nhiều khuyết điểm, da mụn mà mọi người tìm kiếm một cái sản phẩm nào mà thuộc cái nhóm da như mọi người nhưng mà có độ cover, độ che phủ tốt ấy, thì hãy thử tham khảo cái sản phẩm này của nhà Mistin. Đây là dòng Cover Foundation nhưng mà đây lại là dòng Silky. Cái này là bản cũ, mình không biết là bản mới nó update như thế nào, nhưng mà cái sản phẩm này ấy, thì khi bôi lên da mọi người sẽ thấy là cái chất sản phẩm này ấy, thì nó khá là lỏng. Tuy nhiên thì nó vẫn rất là mỏng nhẹ nha mọi người, nó không bị dày giống như là cái bản, giống như cái bản mate đâu. Đối với cái dòng Mistin thì mình vẫn thích cái dòng kiểu dành cho da hỗn hợp khô, da khô như thế này, da thường như thế này hơn. Khi mà bôi lên da mọi người sẽ thấy là nó sẽ có một cái độ căng bóng khá là khỏe khoắn ở trên da, vẫn có độ cover khá là tốt, có khả năng chống nước, chống mồ hôi ok, và nó sẽ duy trì được cái độ ẩm khá là lâu ở trên da. Và cái sản phẩm này đối với một cái nền da như là da thường, da khô ấy thì có thể bám trên da tốt và gần như là nó không xuống tông nhiều trong vòng từ 3 cho đến 5 tiếng tùy vào nền da và tùy vào cái kỹ thuật mọi người tán nền nữa. Khi tán rồi thì nó cũng sét khá là nhanh và để lại chỉ là một cái cảm giác, một cái màng dầu ở trên da thôi. Đây là nó sẽ phù hợp cho các bạn nào mà da rất là thiếu ẩm và da kiểu dễ bị mốc, dễ bị kích ký thì mọi người có thể thử cái dòng này của nhà Mistin nhé. Và đối với sản phẩm này thì mình sẽ chấm 9.5/10 riêng về cái bản Silky thôi nha. Còn bản mét thì lát nữa mình sẽ chia sẻ cho mọi người. Và tiếp theo trong phân khúc kem nền dành cho học sinh sinh viên giá bình dân, đặc biệt dành cho da dầu, thì đây sẽ là những cái sản phẩm mà mình thấy khá là chất lượng. Rẻ nhất thì phải kể đến là cái sản phẩm của nhà Superstay 24 giờ Full Coverage Foundation này. Cái sản phẩm này là một cái sản phẩm nó gắn bó với mình từ những cái video đầu tiên, những cái video mà mình tiếp cận đến mọi người đầu tiên về những cái sản phẩm về bộ make up da học sinh sinh viên ấy. Khả năng kiềm dầu khá là tốt, kiềm dầu khoảng tầm từ 3-4 tiếng. Khả năng giữ tông, xuống tông của nó cũng khá là tốt. Gần như đến cuối ngày thì nó sẽ chỉ xê dịch dao động khoảng tầm từ nửa tông cho đến gần nửa tông thôi. Nó không phải là quá đen xỉn như là những cái sản phẩm có độ dưỡng cao dành cho da khô, có độ che phủ khá là ổn, nó sẽ ở mức là khoảng tầm 8/10 điểm. Tuy nhiên thì khi apply lên da thì mình vẫn thấy là cái kết cấu của nó ấy, nó sẽ cũng không phải là quá mỏng,
nhưng mà cũng không phải là quá dày, nó ở mức trung bình và vẫn có khả năng chống nước, chống mồ hôi. Nên đây cũng sẽ là một cái sản phẩm dành cho da dầu, da học sinh sinh viên, da không có quá là nhiều khuyết điểm ấy, thì mọi người có thể thử cái sản phẩm này nhá. Mình nghĩ là nó sẽ rất là phù hợp cho mọi người. Tiếp theo là một cái sản phẩm nữa khá là mới dành cho da dầu. Mình đã ưu ái chia sẻ trong một cái video mà những cái sản phẩm tốt ít người biết, bởi vì thực sự cái sản phẩm này cái độ phủ sóng của nó rất là thấp ấy. Không biết là hãng này có đầu tư vào marketing hay không. Đó là dòng Art Mist. Về khoản bao bì thì nói thật là cái bao bì này nó sẽ rất là nhanh phai nha mọi người. Illumination Moist Liquid Foundation. Sản phẩm này thì phù hợp nhất cho các bạn có nền da được thiên dầu cho đến da dầu nhá. Sản phẩm này là một cái sản phẩm gọi là kem nền silicone, nên là cái khả năng kiềm dầu, thứ hai là cái khả năng chống nước của nó cực kỳ đỉnh nhá. Kiềm dầu thì không đỉnh bằng nhưng mà chống nước thì cực kỳ đỉnh, mình khẳng định luôn. Sản phẩm này thì nó bám trên da cũng khá là tốt. Đúng. Cái khả năng che phủ của sản phẩm này thì nó ở mức trung bình, cũng tầm 8 trên 10 điểm, không phải là quá siêu việt đâu. Nhưng mà khi bôi lên da ấy thì nó vẫn có một cái hiệu ứng khá là mỏng nhẹ, và khi bôi lên thì nó tiệp hẳn vào da, nó bám chắc vào da luôn. Nên là mọi người cần tán nhanh nhá. Còn nếu không thì nó sẽ khá là khó để làm đều trên da. Kết cấu sản phẩm này khi bôi lên da mình thấy khá là dễ chịu, mặc dù cái sản phẩm dành cho da dầu và có khả năng cover nhưng mà nó cũng không phải là quá dày. Tuy nhiên thì các sản phẩm này nó vẫn có khả năng xuống tông nếu mọi người không xử lý đúng cách. Và bởi vì trong sản phẩm này đa phần là silicone, nên là khi mà sử dụng cái sản phẩm này thì mình thấy là khá là khó mix với những cái sản phẩm như là kem nền khác. Bởi vì những cái kem nền mà cái gốc không phù hợp ấy thì nó sẽ bị tách ra, làm cái nền của mình nó bị bở và bị nứt ra. Nên là mọi người lưu ý là khi mà sử dụng cái này ấy, thì mọi người nên sử dụng luôn cái kem lót của hãng thì là ok nhất. Còn thứ hai nữa đó là mọi người đừng mix chung với những cái sản phẩm kem nền khác, bởi vì cái khả năng tách nền của nó rất là cao. Nếu như mọi người thấy cái này quá khô ấy thì có thể mix với serum nhé. Và với một cái sản phẩm gốc silicone khá là nhiều như thế này ấy, thì các bạn nào mà da mụn, da gọi là dễ bị bít tắc, thì mọi người lưu ý chỉ sử dụng những cái đợt nào mọi người cần một cái nền gọi là chống nước tốt, ví dụ như là chụp ảnh, chụp kỹ yếu các thứ, hoặc là đi tiệc thôi. Còn nếu như mọi người make hàng ngày thì mình cũng sẽ không recommend, bởi vì nó vẫn có khả năng gây bít tắc trên da của mọi người nếu như mọi người vệ sinh không đúng cách. Do đó nếu như mà đánh giá về mặt chuyên môn thì mình sẽ chấm cái sản phẩm này là 9 trên 10, nhưng mà so với cái mặt gọi là đặt dưới cương vị là các bạn là những người tiêu dùng, các bạn không phải là những người make up chuyên nghiệp, các bạn chỉ sử dụng một cái sản phẩm gọi là trang điểm bình thường ấy, thì cái sản phẩm này mình sẽ chỉ chấm 8 trên 10, trừ 2 điểm bởi vì nó vẫn có khả năng gây bít tắc lên mụn. Ok, GC cũng có một cái dòng Matte Foundation mình cũng khá là thích. Nói chung GC là một cái hãng mà đại đa số những cái sản phẩm của hãng này thì mình đều thấy rất là ok, rất là chất lượng. Đối với dòng Matte Foundation ấy thì mình vẫn thấy đây là một cái sản phẩm khi apply lên da nó vẫn có độ che phủ khá là tốt, cũng sẽ khoảng tầm 8.5 trên 10. Nhưng mà cái sản phẩm này nó sẽ lại không kiểu mết lì hẳn ở trên da kiểu khô khốc đâu, mà khi apply lên thì nó vẫn có một cái hiệu ứng hơi căng bóng nhẹ trên da, nhưng mà rất nhẹ thôi. Sau đó mà cực kỳ thích hợp cho các bạn nào mà có nền da dầu hoặc là hỗn hợp thiên dầu nhá. Bởi vì khi kết hợp với cả cái lượng dầu trên da của mọi người nữa thì cái nền của mọi người nó thực sự là nó rất là tiệp vào da và nó vẫn khỏe khoắn chứ không phải là khô khốc. Thứ hai nữa đó là cái sản phẩm này nó vẫn có khả năng kiềm dầu, tức là khoảng tầm 3 trên 4 tiếng. Ok. Và cái khả năng chống nước vẫn có, đại đa phần những cái sản phẩm kem nền thì đều có khả năng chống nước. Bởi vì là trong sản phẩm kem nền thì luôn sẽ có ba cái thành phần, đó là silicone, dầu và nước. Ấy, thì ba cái nhóm này tùy vào cái hiệu chỉnh của những cái sản phẩm phù hợp cho những cái nền da nào. Tuy nhiên thì đại đa phần nó sẽ đều có silicone, và silicone thì nó vẫn sẽ có giúp hỗ trợ gọi là chống nước cho mọi người, chống mồ hôi khá là tốt. Sản phẩm này thì có khả năng che khuyết điểm khá là ok. Do đó mà cái kết cấu của nó trên da, nếu như mọi người tán ấy, thì mọi người lưu ý là mọi người phải sàn đều da nhé, và kéo theo từng vệt, apply theo từng chỗ, và mọi người dặm đến đâu thì nhớ là phải dặm chắc đến đấy, sau đó mới lan sang những cái vùng bên cạnh. Còn nếu không thì nó sẽ, cái nền của mọi người nó sẽ không được đều, khi phủ phấn lên thì nó khá là lộ. Và cái khả năng xuống tông của sản phẩm này thì nó cũng không quá nhiều so với tầm giá. Với cái mức giá này thì mình vẫn sẽ chấm cái sản phẩm này được khoảng tầm 9 trên 10 điểm nhá. Mọi người có thể thử. Và mình cũng đã sử dụng luôn cái dòng Cover Foundation của nhà Mistin. Tuy nhiên trái ngược với cái trải nghiệm của cái sản phẩm Silky ấy, cái sản phẩm dành cho da khô ấy, thì cái sản phẩm dành cho da dầu này của nhà Mistin thì phải nói với mọi người một từ, đó là bôi lên mặt y như một cái tượng sáp luôn mọi người ạ. Nó dày, nó siêu dày, tất nhiên là cái khả năng che phủ của nó tốt,
nhưng mà cái kết cấu nó quá là dày ấy. Mình có thể chấp nhận một cái nền nó che phủ không quá tốt, nhưng mà mình không thể nào chấp nhận được một cái mặt nó dày và nó già như kiểu thạch cao. Cái sản phẩm này mặc dù mình đã chọn cái tông dành cho da sáng rồi, nhưng mà nó vẫn có một cái kiểu ám vàng, chứ không phải là trắng sáng giống như là cái dòng da khô đâu nha mọi người. Da khô thích bao nhiêu thì cái dòng da dầu này thì trời ơi, nó ghê lắm mọi người. Nên là mình sẽ không muốn chấm quá nhiều điểm nữa, bởi vì thực sự là có rất là nhiều những cái lựa chọn khác dành cho da dầu, dành cho da có khuyết điểm và kết hợp thêm cả kem tra khuyết điểm thì nó sẽ vẫn đạt được cái hiệu quả tốt mà vẫn làm cho cái lớp nền của mọi người nó không quá dày. Còn cái này thì dày lắm mọi người ơi, đúng là chống nước, chống mồ hôi rất rất tốt, che phủ khuyết điểm rất là tốt, khả năng xuống tông không quá nhiều, bám nền chắc. Nhưng mà với cái hiệu ứng dày như thế này thì thôi, say goodbye. Đây là cái này thì mình sẽ chấm 5/10. Ok, và cuối cùng đó là cái sản phẩm của nhà Judido. Tuy nhiên thì đây là một cái sản phẩm mình thực sự rất là tiếc, mình không dám dùng tiếp nữa. Bởi vì nếu như mà dùng tiếp mà hết thì không thể nào tìm mua lại được, bởi vì hãng đã khai tử cái mã này rồi mọi người. Trong khi mã này nó dùng ok, nó xịn hơn, kiểu nó thích hơn cái dòng mới rất là nhiều. Đây là dòng Long Lasting Foundation, nhưng mà bây giờ chia sẻ như này mọi người không tìm được thì làm sao ta. Ok, thì mình vẫn chia sẻ qua nhá. Thì cái dòng hồng này ấy là một cái sản phẩm nó có khả năng kiềm dầu khá là ổn, nhưng mà không phải là quá tốt đâu. Và cái sản phẩm này vẫn có khả năng che phủ ở mức 8/10 điểm, ở mức khá là ok. Chống nước có nha mọi người. Và khi apply lên da thì nó rất là mỏng nhẹ, nó đẹp lắm mọi người. Cái nền kiểu nó tệp hẳn vào da, nhìn nó xinh lắm. Và đặc biệt là cái mã C01 này của mình là cái mã có ánh hồng ấy, rất là phù hợp cho các bạn có nền da tông lạnh. Khi đánh lên thì thực sự là cái gương mặt của mọi người nó sáng bừng luôn. Và cái khả năng xuống tông của sản phẩm này thì không quá nhiều, có nhưng mà không quá nhiều. Đấy, nên là đây cũng là một cái sản phẩm mà mình rất là thích, nhưng mà thực tiếc là hãng đã không còn sản xuất nữa rồi. Ok, vậy là xong về cái hạng mục dành cho học sinh sinh viên, giá bình dân, tức là giá dưới 350 đổ về. Còn đây sẽ là những cái sản phẩm ở tầm trung dành cho các bạn đi làm, các bạn mong muốn một cái sản phẩm nền nó chất lượng hơn, về cả cái cảm nhận, về cả cảm quan và về cả bảng thành phần. Đầu tiên, da khô. Nếu như mà các bạn có nền da rất khô, da dễ bị bong chóc, da của mọi người ít khuyết điểm nhá, và mọi người hoặc là da lão hóa và mọi người thích một cái kiểu style make up kiểu cái nền nó trong veo, nó kiểu như kiểu mochi mochi, nhìn nó xinh xỉu như thế luôn ấy. Bởi vì đây là một cái sản phẩm kem nền mà bất cứ khi nào mình dùng ấy, tất cả mọi người đều khen cái nền của mình nó quá là thật da, nó quá đẹp và nó căng bóng, hiệu ứng Hàn Quốc vô đối luôn. Đó chính là cái sản phẩm Cosbell. Nếu như các bạn là những makeup artist thì có lẽ là sẽ quen, nhưng mà nếu như các bạn là người bình thường thì có lẽ là mọi người sẽ không biết đến nhiều, bởi vì thực sự là cái sản phẩm này nó không, như kiểu là người ta không có marketing ở Việt Nam ấy. Nhưng mà thực sự đây là một cái sản phẩm mà trời ơi, chân ái của lòng mình luôn đó mọi người. Mặc dù mình là da hỗn hợp thiên dầu nha, nhưng mình vẫn đú đờn cái sản phẩm này. Mình chấp nhận là nó sẽ không được bền như những cái sản phẩm kiềm dầu, nhưng mà mình vẫn chấp nhận luôn, bởi vì cái nền của nó quá là đúng gu tôi rồi. Đầu tiên là cái khả năng che phủ của sản phẩm này thì nó như mình nói là không tốt nha, bởi vì nó sẽ phù hợp cho các bạn nào mà có nên da ít khuyết điểm. Da Hàn Quốc thì đa phần sẽ là ít khuyết điểm. Da nào mà ít khuyết điểm, kiểu da chỉ có không đều màu thôi ấy, thì cái sản phẩm này nó sẽ rất là phù hợp. Hoặc là có vừa vừa khuyết điểm như kiểu mình ấy, tàn nhang ở hai bên má này, nhưng mình sử dụng thêm kem che khuyết điểm ấy thì nó sẽ vẫn đẹp. Và cũng bởi vì là cái kết cấu của nó như thế ấy, mà khi apply lên da mọi người sẽ thấy là nó mướt, kiểu nó lấp lánh, nó căng bóng, nó có độ dưỡng nha, có serum dưỡng nha mọi người. Nhưng mà cái nền của mọi người khi mà tán ra ấy thì nó lại không bị bóng dính, không bị nhẫy, kiểu nó khá là ráo trên da và nó cũng set khá là nhanh ở trên da, nó rất là mỏng nha. Và cái cảm giác ở trên da thì thực sự rất rất là thích, thoải mái vô cùng luôn. Và sản phẩm này thì nó sẽ có độ SPF là 50 cộng và PA những 36 cộng, nên là đây là một cái sản phẩm vẫn có khả năng bảo vệ trên da của mọi người khá là ok. Theo là về cái khả năng dưỡng ẩm thì nói thật là không bao giờ mốc khi sử dụng cái sản phẩm này đâu, thực sự đấy. Khả năng xuống tông thì mặc dù đây là một cái sản phẩm dành cho da khô nhá, nhưng mà cái khả năng xuống tông của nó thì không quá nhiều. Và tuy nhiên thì cái tông này thì khá là tệp da, nó không phải là trắng lố nhá. Cái dòng phe này thì nó sẽ chỉ trắng hơn da mặt của mình khoảng tầm nửa tông thôi. 4-5 tiếng thì nó vẫn xuống tông, nhưng mà khi mà xuống tông thì nó vẫn sẽ không bị xỉn. Thì đấy là cái điểm mà mình thấy nó quá là ưu việt so với một cái sản phẩm dành cho da khô. Và nhìn cái tuýp bé như thế này thôi, nhưng mà nó có dung tích đến 40ml, khá là nhiều ấy. Nên là mọi người nên thử tham khảo. Bởi vì nếu như mọi người đúng là cái đối tượng da khô như thế này, khi mọi người thử cái này một phát thì mọi người chỉ có nghiện thôi. Còn cái sản phẩm này dùng lâu dài có ảnh hưởng đến nền da gì hay không thì không nha mọi người. Dùng lâu dài mình thấy da của mình nó vẫn vậy, nó vẫn ok, nó không có hiện tượng lên mụn hay là kích ứng gì cả. Nên đây sẽ là một cái sản phẩm mình sẽ chấm 9.5/10 và high recommend cho mọi người. Và đứng sau Cosbell sẽ là một cái sản phẩm kem nền dành cho da khô, da thường, hỗn hợp khô, tức là da dễ bị mốc kích kỳ. Nhưng
cái đối tượng này lại là những bạn có nền da nhiều khuyết điểm, tức là từ vừa cho đến hơi nhiều khuyết điểm, thì mọi người có thể thử tham khảo cái sản phẩm kem nền này của nhà Dung Semun. Đây là dòng Skin Order Foundation. Thì sản phẩm này nó sẽ có một cái kết cấu nó hơi đặc hơn so với những cái sản phẩm dành cho da khô khác. Nó sẽ có khả năng cover khoảng tầm 7 điểm, 7 đến 8 điểm lận nha mọi người. Nên đây cũng là một cái sản phẩm dành cho da khô mà mình thấy rằng có cái độ cover khá là tốt. Tuy nhiên thì kèm theo đó, bởi vì là cái khả năng cover tốt ấy, nên là cái hiệu ứng trên da nó vẫn sẽ có cảm giác dày hơn so với cái kem nền Cosbell lúc nãy nha. Nhưng mà về cơ bản thì mình thấy là so với một cái nền da nhiều khuyết điểm thì nó vẫn rất là ok la. Sản phẩm này thì có khả năng giữ tông khá là tốt nha mọi người. Mặc dù là dành cho da khô, da kiểu thuộc những cái nền da Hàn Quốc ấy, da xứ lạnh ấy, nhưng mà cái khả năng xuống tông của nó thì không quá nhiều, nó giữ tông rất là tốt. Và đây cũng là một cái sản phẩm khá là chất lượng. Dung Semun là một brand thương hiệu của một makeup artist rất là nổi tiếng ở trên YouTube người Hàn, nên mà mọi người hoàn toàn có thể yên tâm. Bản thân mình thì cũng đã và đang trải nghiệm với sản phẩm này khá là lâu dài, cũng như là rất là nhiều những cái nền da, rất là nhiều khách hàng của mình đã từng sử dụng cái sản phẩm này rồi, nên đây vẫn là một cái cảm nhận mà mình sẽ đánh giá rất là cao cái sản phẩm này. Vậy nên đây vẫn là một cái sản phẩm mình sẽ chấm 9.5/10 nha, rất đáng thử. Dòng của nhà MAC Studio Radiance, đây là dòng Serum Powder Foundation. Nhưng mà mình thấy rằng là cái sản phẩm này, ưu điểm của nó đó là nó sẽ phù hợp cho các bạn nào mà có ít khuyết điểm thôi, bởi vì cái kết cấu của nó rất là mỏng nhẹ luôn, cực kỳ mỏng. Và nó tương tự như là cái sản phẩm của nhà Cosbell, chẳng qua là cái hiệu ứng căng bóng glow của nó thì không bằng, nhưng mà nó nhẹ mặt như vậy và nó cũng set khá là nhanh như vậy luôn. Và cái sản phẩm này thì nó vẫn có khả năng chống nước, chống mồ hôi nha, và kiềm dầu thì ở mức vừa vừa, tức là nó sẽ thích hợp nhất là với các bạn nào mà có nền da hỗn hợp. Còn đối với da khô thì mọi người cũng nên dưỡng kỹ một chút trước khi đánh, tức là da dễ mốc ấy thì mọi người cũng nên dưỡng kỹ một chút. Cái khả năng dưỡng da của nó thì thật sự là mình cũng không thấy rõ rệt lắm, bởi vì thực sự là có quá nhiều lớp sản phẩm trước đó rồi, và với một cái sản phẩm mà nó có hiệu ứng gọi là không quá mết hay là cũng không quá căng bóng thì cái hiệu ứng dưỡng mà mình cảm nhận được thì mình cũng chưa rõ ràng. Nên là đối với cái sản phẩm này ấy, thì nếu như mà các bạn mà thích cái hiệu ứng nhẹ nhàng, tự nhiên, kiểu mỏng nhẹ đi làm ấy, thì nó sẽ khá là phù hợp nha. 9/10. Nói chung là bản thân mình, cái gu của mình là thích những cái sản phẩm mỏng nhẹ. Mặc dù da của mình bây giờ sau một tháng mình không make up, không sử dụng kem chống nắng để test vitamin C thì nó đã có cái hiện tượng tăng sắc tố khá là nhiều ấy, nhưng mà mình vẫn rất là thích những cái sản phẩm che phủ nhẹ nhàng như thế này, bởi vì là nó sẽ đem lại cho mình một cái hiệu ứng gọi là thật da nhất và cảm giác là thoải mái nhất với cái lớp make up của mình. Thì đấy là những cái tiêu chí mà bản thân mình sẽ đặt ra thêm cho một cái sản phẩm kem nền. Còn với các bạn thì nếu như mà nhiều khuyết điểm ấy, thì mọi người nên lựa chọn những cái sản phẩm có độ cover cao nhé. Còn đối với da dầu ở trong cái phân khúc này thì mình sẽ muốn recommend cho mọi người một cái sản phẩm, đó là của nhà Bom. Đây là dòng kem nền Cover Flex Skin Free Foundation có độ SPF 37 BA2+. Đối với sản phẩm này thì mình sẽ đánh giá là cái khả năng che khuyết điểm của nó sẽ ở mức trung bình, tức là khoảng tầm 7-8 điểm, không quá cao. Nhưng mà cái sản phẩm này thì nó vẫn có khả năng kiềm dầu trên da ở mức tương đối, ở mức khá, 3-4 tiếng là ok nhất. Và sau đó thì nó vẫn sẽ có tiết dầu, chủ yếu là vùng trước tê, nhưng mà rất ít thôi, không phải là như kiểu bóng nhảy như một chảo dầu nhá. Cái tông trắng nhất của sản phẩm này thì nó cũng sẽ kiểu nó cũng sẽ khá là fit với cái da của mình, khá là fit với cái da châu Á của chúng ta ấy. Về cái texture sản phẩm ở trên da thì mình thấy nó kiểu nó không quá dày, nó ở mức trung bình, không phải là quá mỏng nhẹ, nhẹ tênh, nó đủ dễ chịu trên da, kiểu như vậy. Đối với sản phẩm này thì nó vẫn có khả năng chống nước, nó vẫn có khả năng chống mồ hôi nhẹ. Và cái sản phẩm này thì nó vẫn có khả năng giữ tông ổn, nó vẫn xuống tông nhưng mà không quá nhiều. Tuy nhiên thì nó cũng sẽ chỉ phù hợp cho các bạn nào mà có khuyết điểm từ ít cho đến vừa thôi. Còn nếu như mụn đỏ, mụn mủ các thứ ấy, thì sử dụng cái sản phẩm này nó sẽ không cover được nhiều lắm. Chỉ phù hợp cho các bạn nào mà có nền da từ đẹp cho đến tương đối đẹp thôi. Và với giá thành này thì mình sẽ đánh giá cái sản phẩm này khoảng tầm 8/10 nhé. Ngoài ra thì mình cũng đã thử luôn cái sản phẩm kem nền của nhà Bobbi Brown, dòng Skin Longwear Weightless Foundation. Đây không phải là cái dòng bán chạy nhất của hãng, nhưng mà đây là một cái dòng mà mình thấy cũng khá là ấn tượng, có khả năng che với khuyết điểm khoảng tầm từ 8-9 điểm. Và ngoài ra thì nó vẫn có khả năng kiềm dầu, nó sẽ kiềm dầu tốt được khoảng tầm 4-5 tiếng nếu như mọi người kết hợp phủ phấn nhé. Khả năng xuống tông thì không quá nhiều, mặc dù cái hiệu ứng trên da của nó vẫn có khả năng che phủ khá, nhưng mà nó không phải là quá nặng mặt hay là quá dày. Và khi sử dụng cái sản phẩm này lâu dài thì mình vẫn không có hiện tượng lên mụn hay là bị bít tắc, nên đây vẫn là một cái sản phẩm mình sẽ recommend cho mọi người, đặc biệt là các bạn nào mà có khuyết điểm từ ít
cho đến hơi nhiều khuyết điểm. Sản phẩm này thì nó vẫn có khả năng chống nước tầm 8.5/10. Và cuối cùng cho cái phân khúc kem nền dành cho tầm trung, đó là cái sản phẩm NARS. Đây là cái sản phẩm quá nổi tiếng rồi. Đây là cái dòng NARS dài nhá. Thì là cái dòng mà dành cho da dầu, da nhiều khuyết điểm. Phải nói rằng đây là một cái sản phẩm mà mình sẽ đánh giá cao nhất trong cái hạng mục là kem nền dành cho da dầu và da nhiều khuyết điểm. Cái khả năng che một khuyết điểm của nó thì rất là tốt. Mình sẽ đánh giá là nó khoảng tầm 9/10. Nhưng mà cái kết cấu của nó thì lại không phải là quá dày nhé. Nếu mọi người biết cách đánh thì nó không quá dày. Và mọi người có thể xem lại những cái cách đánh kem nền của mình trước đó để cái lớp nền nó mỏng nhất và nó đảm bảo được cái tính chất sản phẩm và cái hiệu ứng sản phẩm nhất nhé. Thì đối với sản phẩm này thì mình thấy rằng cái khả năng kiềm dầu của nó cực kỳ đỉnh nhé. Nó có thể kiềm dầu tốt trên một cái nền da dầu kết hợp phủ vấn được khoảng tầm 6/7 tiếng, và thậm chí nếu như mọi người giữ nền tốt ấy, thì nó có thể được cả ngày, từ sáng cho đến chiều tối luôn. Và khả năng xuống tông của sản phẩm này thì gần như là rất rất là ít. Bên cạnh đó thì khi mà apply lên da ấy, thì nó sẽ không phải là kiểu mết khô khốc đâu, nó vẫn có một cái độ glowy nhẹ. Khi mọi người phủ phấn lên thì nó sẽ mới mết lại. Và cái sản phẩm này thì nó vẫn có khả năng chống nước, chống mồ hôi ở mức tương đối. Và đối với NARS thì mọi người không cần phải lo lắng khi sử dụng, bởi vì đây là một cái thương hiệu nó quá chất lượng. Và riêng về cái mã nền này thì nó đã quá hot trong giới make up. Và mình nghĩ rằng nếu như các bạn nhiều khuyết điểm da dầu thì mọi người cực kỳ nên thử cái sản phẩm này. Do đó đối với cái phân khúc khách hàng này thì mình sẽ chấm cái sản phẩm này là 9.5/10 nha. Mọi người rất là nên thử nha. Ok, và cuối cùng đó là phân khúc high end. Thật ra là chỉ có hai sản phẩm mình thấy ấn tượng nhất thôi, của nhà Gucci dành cho da khô ít khuyết điểm, và cái sản phẩm Estée Lauder Double Wear dành cho da dầu, da nhiều khuyết điểm. Riêng về cái dòng da khô là Gucci nhá, thì mình thấy rằng là mới đầu ấy, khi mua về cái sản phẩm này nó sẽ có cái hiện tượng tách nước, tức là một cái lớp kem nền và một cái lớp dầu. Và cái sản phẩm này thì nó sẽ cực kỳ phù hợp và lý tưởng cho các bạn nào có nền da thiếu ẩm trầm trọng và da lão hóa. Độ cover che phủ của sản phẩm này thì nó sẽ ở mức tương đối, tầm 6 điểm thôi. Tuy nhiên thì cái khả năng dưỡng của nó thì khá là cao, có lẽ là khoảng tầm 8-9 điểm. Và khi mà apply lên da ấy, thì nó rất là mỏng, nó rất là tự nhiên, nó rất là nhẹ mặt nha mọi người. Thực sự là nó tệp hẳn vào cái da của mọi người luôn. Và cái mùi hương của nó là một cái mùi hương hoa hồng rất sang. Bên cạnh đó thì cái sản phẩm này ấy, thì nó mặc dù là một cái sản phẩm thiết kế dành cho da khô, da gọi là rất là nhiều dưỡng, mà đặc biệt là cực kỳ nhiều dầu dưỡng ấy, nhưng mà cái khả năng oxy hóa xỉn màu của nó thì gần như là rất là thấp. Tức là cái màu nền của mình ấy nó không xuống tông quá nhiều đâu. Mặc dù là mình là da hút nấp thiên dầu ấy, nhưng mà vẫn đủ là được, bởi vì cái này dùng thích lắm, mỏng nhẹ nhẹ tênh luôn mọi người ơi. Tuy nhiên thì với các bạn nào mà da nhiều khuyết điểm ấy thì mọi người sẽ không thích. Nhưng mà thực sự nếu như mà da kiểu chỉ có không đều màu, da ít tàn nhang ấy, thì thực sự đây là một cái sản phẩm rất là chân ái luôn đấy mọi người. Ở sản phẩm này thì nó vẫn có khả năng chống nước, chống mồ hôi, nhưng mà chỉ ở mức tương đối nha, không quá nhiều. Và cái khả năng bít tắc khi dùng cái sản phẩm này, đối với các bạn nào mà da dễ bít tắc hoặc là da dầu ấy, thì mọi người nên cân nhắc, bởi vì gốc dầu của sản phẩm này nó rất rất là nhiều nha, nên là cần lưu ý. Còn với các bạn da khô này, da mà kiểu thích cái hiệu ứng căng bóng nhẹ tênh, make up no make up ấy, thì đây vẫn là một cái sản phẩm mình sẽ chấm 9/10. Và cuối cùng đó là cái sản phẩm của nhà Estée Lauder Double Wear Stainless Makeup. Đây là một cái sản phẩm nó quá là hot rồi đúng không mọi người, mình không cần phải review nhiều nữa. Và đối với cái sản phẩm này thì mình đánh giá đây là một cái sản phẩm dành cho da dầu, da nhiều khuyết điểm, mình sẽ chấm 9.5/10, trừ 0.5 điểm là bởi vì nó cái bản mình dùng là không có vòi pump. Còn nếu như mà mua cái bản vòi pump ấy thì phải thêm khá là nhiều, mình thấy cũng khá là nhiều cho một cái vòi pump như thế. Và đối với sản phẩm này khá là dễ tán, phù hợp cho các bạn nào mà mới tập make up. Các bạn mà nhiều khuyết điểm da dầu nhưng mà mọi người lại kiểu đánh nền không khéo ấy, thì thực sự cái này ấy, nó rất là dễ tệp vào nền, rất là dễ tán luôn ấy mọi người, và dễ đều nữa. Cái tình trạng mốc nền nếu như mọi người dưỡng ẩm kỹ và đặc biệt da dầu ấy thì gần như là rất là ít, bởi vì là cái sản phẩm này vẫn có khả năng che phủ khuyết điểm khá là tốt ở mức 8-9 điểm. Nhưng mà mọi người lưu ý là mọi người cần phải tẩy da chết và dưỡng ẩm kỹ trước đó nha, còn nếu không thì nó vẫn dễ bị cách kỳ. Đối với sản phẩm này khi bôi lên da thì mặc dù là một cái sản phẩm có khả năng cover khá là tốt, nhưng mà vẫn khá là thoải mái trên da, nó không quá dày, không quá kiểu cứng mặt hoặc là không quá bí da đâu mọi người. Và đây là một cái sản phẩm mình thấy rằng là càng dùng da càng đẹp. Thật sự đấy, một cái sản phẩm kem nền nhưng mà càng dùng da càng đẹp. Và với cái giá thành này thì mình vẫn chấp nhận xuống tiền một lần nữa, nên đây vẫn là một cái sản phẩm mình sẽ high recommend cho mọi người. Đặc biệt là các bạn có nên da dầu nhiều khuyết điểm, các bạn muốn nâng niu làn da hơn, các bạn muốn kiểu nâng cấp cái phong cách make up, các bạn muốn làm cho cái lớp nền của mọi người nó chất lượng, nó sang trọng hơn, thì đây sẽ là một cái giải pháp rất là tối ưu cho mọi người nha. Trời ơi, đây là cái lần bấm quay thứ 3 của mình rồi ấy, bởi vì là cái video này nó lỗi rất là nhiều, nó quá là nhiều ấy, nên là máy của mình, cái máy trước nó đã bị
chập chẹn rồi. Ok, và video của mình đến đây thôi. Và hy vọng đây sẽ lại là một video có ích. Chỉ một video nhưng mà mình đã tích hợp khá là nhiều những cái sản phẩm. Và hy vọng là nó có thể giúp ích cho mọi người. Giúp cho mọi người chỉ cần một video nhưng mọi người có thể tham khảo được nhiều những cái sản phẩm, nhiều cái option, nhiều cái lựa chọn hơn trong cái việc mà chọn được một cái sản phẩm nền make up hoàn hảo. Bởi vì bản thân mình vẫn quan điểm là một cái make up thành công ấy, thì cái sản phẩm kem nền, cái lớp nền nó cực kỳ quan trọng. Chắc chắn trong tương lai nó sẽ không chỉ dừng lại hơn 20 lọ kem nền này, mà sẽ còn hơn rất là nhiều những cái sản phẩm kem nền khác nữa. Mình sẽ cố gắng review và chia sẻ cho mọi người một cách công tâm nhất. Bye.